Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt anh Huỳnh Văn Quốc do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào, chúng ta là Võ Thành Nhân và đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay về vấn đề tài chính và làm thế nào để chúng ta có thể để dành tiền, chúng ta có thể làm chúng ta kiếm thêm được tiền và làm thế nào để mà chúng ta có thể bảo vệ được những cái tài sản mà chúng ta có, đặc biệt về vấn đề hiện kim. Và đó là lý do tại sao chúng tôi có cuộc phỏng vấn ngày hôm nay với anh Huỳnh Văn Quốc. Anh Quốc cũng là một chuyên gia, đặc biệt là anh Quốc lo về vấn đề consulting về vấn đề tài chính. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Xin kính mời quý vị theo dõi. Trước hết, xin được kính chào Quốc. Kính chào anh Nhân. Khi mà chúng ta nói chúng ta muốn để dành tiền thì theo Quốc thì chúng ta để dành tiền như cách nào và nó hữu hiệu? Trước để dành tiền thì có nhiều cách người ta để dành tiền. Thứ nhất, người ta có thể dành tiền trong nhà băng. Tại sao người ta bỏ ở trong? Tại vì có nó an toàn, không có lỗ. Rồi cách hai nữa, người ta có thể để dành tiền invest để bỏ vô 401k hay là IRA, đầu tư vô cổ phiếu. Cách thứ ba nữa thì người ta có thể để dành tiền bỏ vô life insurance hay là có chương trình để dành để cho kêu bằng HSA để dành tiết kiệm để sau này mình cần sức khỏe không tốt có thể lấy tiền ra xài đó. Thì thông thường thì phần đông thì ba cho đó người ta đi dành tiền. Thì bây giờ có cái thứ tư nữa thì nó gồm hết ba thứ đó là an toàn, không có lỗ, không mất tiền, tiền lời lãi cao mà mình có thể bảo vệ tiền mình, không có mất tiền mà chứ không có đóng thế nữa, sao mà lấy tiền ra không có đóng thế. Như vậy là cái cách nó cụ thể nó như thế nào khi mà chúng ta nói an toàn? An toàn có nghĩa là lúc mình bị đầu tư vào cổ phiếu á, mình thị trường sập xuống á, mình có thể mất tiền hay là mình trả tiền phi cao, hay là nếu mình bỏ tiền nhà băng á, mặc dù nó cho mình tiền là 1 chấm hay 2 chấm mình không mất tiền, nhưng mà giật inflation, nó giật giá leo thang á, lâu dài cái tiền mình nó sẽ bị mất giá, thì cái đó cũng là mất tiền. Còn mình có cách nữa thì mình bỏ chỗ nào á nó hơn tiền inflation mà có thể tiền lời lại cao, bởi không có lỗ, khi nào tiền mình cũng lên hết trơn, không có mất tiền, không có lỗ. Thì như vậy là chúng ta biết được là để dành tiền là đã khó rồi. Nhưng mà để dành tiền ở chỗ nào? Tức là nếu mà chúng ta có đang có Thrift Savings Plan của chính phủ, 401k để dành những chỗ đó, hoặc là chúng ta có thể để dành qua những cái chương trình giống như Quốc nói là mua bảo hiểm Life Insurance để mà để dành tiền cho con cái của mình, hay là SSC để mà dành tiền khi mình bị bệnh. Nhưng mà cái chương trình của Quốc á, làm cụ thể là chúng ta để dành được như vậy rồi đó. Nhưng mà muốn cho nó để dành được nhiều hơn thì sao? Làm sao tránh thuế được? Thì ở Mỹ này, cái thế system á, có hai loại người ta nói. Một cho người giàu, một cho người nghèo, hay là một cho là business owner, hay là cho người đi làm. Thì nó có nhiều loại thế. Thì một trong cái thế á, lúc mình để dành tiền á, mình có tiền lời á, không còn đóng thuế. Bởi vì cái đó là người giàu nó xài, nhưng mà cái Tết á, phần đông con người mình không có biết. Tại lúc mình đi học á, nó không có dạy mình về thuế, không dạy mình về tiền bạc. Bởi vì lúc mình đi nói chuyện với tụi CPA á, mấy người CPA á, thì mấy người đó cũng có nhiều người họ không biết. Bởi vì tụi giàu nó mướn mấy người sẽ bị giỏi để giúp nó để dành tiền chỗ nào mà không cần đóng thuế, thì cũng có cách. Thì như vậy là làm chúng ta muốn bảo vệ được cái gia đình của chúng ta trong tương lai thì chúng ta phải bảo vệ được cái đồng tiền của chúng ta. Nhưng mà cụ thể là bây giờ bảo vệ bằng cách nào, cách đầu tư ra sao, Quốc có thể giải thích thêm một số chi tiết để cho quý đồng hương được hiểu không? Thì mình khi nào mình cũng muốn bảo vệ những gì mà quan trọng với mình. Giống như cái nhà mình mua insurance, hay là cái xe mình. Có hai thứ mà quan trọng nhất người ta không có bảo vệ, không có insurance, là thứ nhất là cái tiền lương của mình. Nếu một con người đi làm 50.000 năm đi, mình làm 40 năm, có nghĩa là mình có hơn
2 triệu rồi. Nhưng mà người ta không có bảo vệ cái income của họ. Thì một cách bảo vệ là sao? Là mình mua insurance. Mình mua life insurance. Lúc mình mất á, là cái người nhà mình có tiền để bảo con cái mình, vợ chồng mình lấy tiếp tục để sống. Hay là lúc mình về già, mình bị bệnh cancer hay là bị tai biến mạch máu, mấy bệnh nặng đó, mặc dù insurance nó cover nhưng mình không có cover hết, mình phải móc tiền túi ra. Tại có nhiều người không có tiền rồi sao rồi bị bệnh nặng đó, cancer chẳng hạn, những gì saving họ trả tiền bill hết luôn, thì mình phải mua insurance cái đó sao rồi, nhưng mà long term care thì sao mình già có thể dùng cái đó xài. Đó là cái thứ nhất để bảo vệ người nhà mình, bảo vệ sức khỏe mình. Cái thứ hai nữa, bảo vệ tiền mình. Tại có nhiều người họ invest để dành tiền nhưng mà không biết để dành ở đâu. Bảo chẳng như nhà băng mà tiền lợi không cao, hay invest thì cổ phiếu lỗ tiền. Mình muốn bỏ tiền chỗ nào á mà tiền lời cao nhưng mà không có mất tiền. Đó là cái thứ hai để dành tiền. Và cuối cùng thì Quốc có thể cho biết thêm là những ngày nào trong tuần, hay là nếu mà có làm những cái hẹn nào mà ở bên Virginia thì Quốc có thể qua được hay không? Tức là tại vì Quốc sống ở Maryland. Được. Thì Dạ. nếu cần em thì em sẽ tới qua em về cho nha. Kính thưa vị, vừa rồi là cái phần phỏng vấn của chúng tôi và anh Quỳnh Nhân Quốc để tìm hiểu về một số cách để mà chúng ta có thể gìn giữ tiền của chúng ta khi mà chúng ta có, đặc biệt là chúng ta để dành tiền của chúng ta khi chúng ta lớn tuổi hoặc là khi chúng ta có hoạn nạn. Đó là một những cách để mà chúng ta nghiên cứu để mà chúng ta làm như thế nào để mà chúng ta có một cái cuộc sống hạnh phúc. Nếu mà quý vị có mọi thắc mắc muốn liên lạc thì xin gọi cho Quỳnh Nhân Quốc ở số điện thoại là 202-460-4208. Chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng, và một lần nữa xin được cảm ơn Quốc. Cảm ơn nhân, cảm ơn khán giả.